qua Chi đã xem và tham khảo rất là nhiều những cái bài viết, thông tin liên quan đến việc bạn Khoa Bút ở Việt Nam đã đi đến nghỉ dưỡng ở resort Aroma ở Phan Thiết và xảy ra những cái điều mà không hay giữa những cái nhân viên lễ tân ở đó với lại bạn Khoa Bút. Thì những cái điều mà xảy ra xung quanh cái câu chuyện này, nội dung câu chuyện thì Chi sẽ không kể lại, bởi vì rất là nhiều người đã đưa những cái thông tin này rồi thì ai cũng biết được cái thông tin đó rồi. Trong video này Chi chỉ nhận xét và đánh giá riêng về cái quan điểm cá nhân của Chi đối với cái vụ việc này. Thì đây là cái quan điểm riêng cá nhân của Chi thôi. Chi đánh giá về cái cách phục vụ của những người làm việc ở trong cái resort đó và một chút nhận xét về cái thái độ của bạn Khoa Bút này. Bởi vì Chi nghĩ rằng đây là nó có một cái vấn đề, là khi một cái câu chuyện nào đó nếu mà đối với một cái nhân vật bình thường thì nó sẽ không có gì đáng nói hoặc là to tát các bạn. Nhưng ở đây Chi thấy rất là nhiều bạn phân tích về cái câu chuyện này lại nói quá nhiều hoặc là phân tích quá sâu về cái gia thế khủng của bạn Khoa Bút này, để cho cái câu chuyện nó càng ngày nó lại càng có nghĩa là hấp dẫn hơn, hoặc là họ sẽ đào sâu hơn là cái gia thế của bạn này làm gì, cha mẹ của bạn ấy ra sao và cái hoàn cảnh của bạn ấy như thế nào, rồi cho rằng những cái đó là những cái để cảm thấy rằng bạn này là một cái người là đúng hoặc là ở resort này là cái người sai. Thì đó là những cái nhận định Chi thấy rằng nó cũng không khách quan, mà chỉ dựa trên một cái cảm tính là mình thích cái người đó là mình sẽ cho là cái người đó đúng, hoặc là mình không thích một cái điều gì đó mà mình nghe thì mình lại cho là sai, nhưng mà thực tế là nó không phải là như vậy. Cũng có thể rằng cái khách sạn Aroma này từ hồi xưa tới bây giờ là họ là tiếp đón khách hay là họ có những cái cách phục vụ khách hàng rất là chuyên nghiệp, nhưng mà chỉ một vài trường hợp nào đó mà có thể là sơ sót thì lại dẫn đến những cái hậu quả thì không lường như vậy. Lại thêm một cái nữa là tại vì bạn Khoa Bút này là một cái người YouTuber cũng nổi tiếng, cho nên là đã có rất là nhiều sự ủng hộ từ những cái bạn mà khán giả quan tâm và thích bạn YouTuber này. Vì vậy mà cái sự việc nó lại càng sôi nổi hơn. Đó, thì bây giờ Chi sẽ nói về cái đánh giá của Chi qua cái góc độ của một cái người bình thường, không biết bạn Khoa Bút là ai. Chi không bàn về cái gia thế của bạn ấy, và Chi chỉ nhận định đánh giá về cái thái độ của bạn ấy và cái cách làm việc của những người nhân viên ở tại cái resort đó. Thì Chi cũng là một cái người từ hồi trước ở Việt Nam đó, hay là qua bên Mỹ cũng vậy, là Chi là rất là yêu thích đi du lịch. Và ở Việt Nam là Chi cũng đã từng đi du lịch rất là nhiều nơi, ở trong nước lẫn cả ngoài nước. Cho nên là mỗi khi mà đi đến đâu á, là khi Chi nghĩ lại một cái khách sạn hay là một cái resort nào đó, thì cái đánh giá đầu tiên của mình, của Chi hoặc là tất cả mọi người là không nói về cái vị trí hay là cái phòng ốc đó như thế nào, có đẹp hay không, nhưng mà cái mà Chi đánh giá đầu tiên nhất là cái thái độ phục vụ của nhân viên, của những người làm việc ở nơi cái khách sạn mà mình đang đến. Đó là cái điều đầu tiên. Rồi sau đó là Chi mới đến Chi nhận xét ở cái phòng đó nó như thế nào, nó có đẹp hay không, nó có đúng theo như cái cách mà mình đã đặt phòng ở trên đó hay không. Đó, thì có thể là mỗi người sẽ có một cái nhận xét khác nhau, nhưng mà đối với Chi là Chi đánh giá về cái thái độ phục vụ của người nhân viên là đầu tiên, cái mà để mà mình có thể là mình sẽ xem xét lại là lần sau mình có đến để mình quay trở lại cái khách sạn đó hay là một cái nhà hàng đó hay không. Đó là cái thái độ phục vụ của người nhân viên ở đó. Vì vậy qua những cái video mà Chi xem của các bạn Khoa Bút này á, thì Chi thấy rằng đối với một cái nhà hàng, một cái khách sạn, một cái resort mà có một cái sự review, một cái đánh giá của tất cả những cái người khách hàng là 4 sao, 5 sao, thì thật sự là nó chưa có đúng tầm, chưa có đủ cái tiêu chuẩn để có thể tiếp khách hoặc là có thể để cho nhận được một cái đánh giá là 4 sao, 5 sao. Bởi vì cái thái độ của các bạn lễ tân ở đó, theo như những cái điều mà Chi thật sự là Chi chưa bao giờ Chi tới cái resort đó, nhưng mà qua những cái đánh giá nhận xét của mình qua một cái clip vô tình mà bạn Khoa Bút mới quay trong những cái giây phút đầu tiên vào khách sạn thôi, thì Chi thấy rằng cái thái độ tiếp khách hoặc là phục vụ hay là làm việc của những người lễ tân ở đó là không có chuyên nghiệp, không có xứng tầm với là một cái resort hay là một cái khách sạn 4 sao hoặc 5 sao. Bởi vì những người mà người ta làm việc ở những cái khách sạn lớn như vậy thì người ta có thái độ phục vụ, chăm sóc cho nhân viên, chăm sóc cho khách hàng với một cái thái độ rất là trân trọng và là người ta rất là quan tâm tới khách hàng. Dù rằng ở từ ngay ở ngoài sẵn bước vào là cũng đã có một cái sự tiếp đón của những người bảo vệ hoặc là những người lễ tân. Tại vì nếu khách sạn, nhà hàng 4 sao, 5 sao
là họ sẽ có rất là nhiều nhân viên, từ nhân viên mà sẽ quan tâm tới khi mà cái xe của mình đậu ngay trước cổng là đã có nhân viên ra để hướng dẫn cho mình đậu xe ở đâu và hành lý của mình phải như thế nào, là sẽ có người nhân viên ra tiếp đón. Đó là những người những cái khách sạn mà lớn 4 sao 5 sao là người ta sẽ có những cái đội ngũ nhân viên như vậy. Còn những cái điều mà Chi đã nhìn thấy trên cái video của bạn Khoa Bút này là Chi thấy nó giống như một cái khách sạn bình thường các bạn. Nó không có đúng cái tầm của một cái khách sạn 4 sao 5 sao. Đó. Thì qua những cái mà mình xem thôi, mình không biết là trước đó là cái khách sạn này họ sẽ phục vụ nhân viên như thế nào để nhận được những cái sự đánh giá 4 sao 5 sao thì mình cũng không biết ha. Nhưng mà qua cái cách nhìn của Chi thì Chi thấy rằng nó chưa xứng đáng. Đó, rồi cái vấn đề mà bắt đầu cái câu chuyện là bạn Khoa Bút này nói rằng những người nhân viên lễ tân ở đó nói rằng là bạn ấy khi đặt phòng là một cái tên khác mà khi nhận phòng là một cái tên khác thì ở đó là người ta không chấp nhận, người ta yêu cầu bạn Khoa Bút này là phải đổi cái hủy cái booking online để mà đặt phòng trực tiếp thì bạn ấy mới có thể check in phòng được. Thì cái điều này thì mình cũng không nói về ai đúng ai sai, bởi vì theo như cái đánh giá của Chi và cái quan điểm của Chi, có thể đó là cái quy định của cái khách sạn đó đưa ra, thì những cái bạn nhân viên lễ tân ở đó cũng thật sự không phải là làm khó bạn Khoa Bút này, mà các bạn chỉ giải thích rằng cái quy định của cái khách sạn này là cái người đặt phòng và cái người đến nhận phòng là phải cùng tên, bởi vì cái nó khác nhau thì có thể là người ta sẽ bảo vệ quyền lợi cho cái người mà đến nhận phòng hay là cái người mà đã đặt phòng rồi. Đó, thì cái đó là qua cái quy định của nhà hàng, của khách sạn đó thôi, chứ người ta cũng không có làm khó. Thì cuối cùng thì cái việc sự việc đó thì hủy phòng và book lại cái trực tiếp đó thì họ cũng đã làm rất là nhanh chóng, thì Chi nghĩ là cái đó cũng không phải là cái chuyện lớn. Nhưng cái đáng nói ở đây là cái vấn đề mà khi cái giá tiền bạn Khoa Bút này đặt phòng là 2,2 triệu, nhưng những người nhân viên ở đây đã xếp cho bạn một cái phòng mà gọi là nó không đúng, giống như cái booking của bạn ấy là đưa bạn ấy vào một cái phòng rất là bình thường, khoảng cỡ 1,000,000 thôi. Thì đây đúng là một cái sự gian lận trong cái việc kinh doanh. Mà Chi nghĩ rằng đây không phải lỗi của những nhà lãnh đạo, của những người quản lý của cái resort đó, mà Chi nghĩ rằng đây chỉ là một cái sự mà gọi là giống như là lừa dối khách hàng từ những người nhân viên sắp xếp phòng ốc hoặc là những cái bộ phận nhỏ trong cái sự quản lý, trong cái nhà quản lý của cái resort đó thôi. Cho nên là có nhiều nhận định nói là cái đó là những cái người quản lý đó là không chặt chẽ, là để làm cho cái resort đó bị tai tiếng, thì nó cũng hơi có nghĩa là mình cũng không có một cái nhận xét khách quan, bởi vì những người lãnh đạo người ta chỉ xử lý nhân viên khi mà có một cái sự việc nào đó xảy ra thì họ mới biết, chứ họ không thể nào mà họ ở đó mà họ quản lý từng cái hành động của những người nhân viên đó. Vì vậy Chi trở lại cái vấn đề mà khi những người nhân viên đó xếp phòng cho bạn Khoa này sai phòng, sai cái loại phòng, tiêu chuẩn phòng mà bạn Khoa này đã đặt, thì đó là một cái sai sót rất là rõ ràng của nhân viên và cái sự của cái người mà book phòng cho bạn ấy. Thì đó là một cái sai quá rõ ràng, là cái khách sạn đó, cái resort đó phải công nhận đó là mình sai sót với khách hàng, là mình phải nhận cái chịu cái sự mà gọi là xin lỗi hoặc là một cái sự đền bù xứng đáng cho bạn Khoa Bút này. Đó là Chi công nhận với cái quan điểm đó. Và sau khi với cái sự bức xúc của bạn Khoa Bút này là bạn ấy không muốn ở đó nữa, và bạn ấy đã từ bỏ cái ngày hôm đó và đi chọn một cái nơi khác, là chấp nhận bỏ cái số tiền đó không. Bỏ số tiền đó luôn, bởi vì mình không nhận được một cái giống như một cái phòng xứng đáng đối với giống như là cái tiêu chuẩn mà đúng như cái phòng của mình đã book. Thì đó là tâm lý của không phải là riêng của bạn Khoa Bút này đâu, mà đối với Chi cũng vậy. Khi mà Chi đặt phòng ở đâu mà nếu mà mình đi đến phòng đó mà mình cảm thấy không đúng thì mình cũng phải bức xúc như bạn ấy vậy. Bởi vì mình không biết là ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà từ trước tới bây giờ Chi đã từng đặt phòng rất là nhiều ở Việt Nam, và đã có cái tình trạng là khi mà mình đặt phòng thì họ chỉ chụp hình chung chung thôi, là ở cái phòng đó cái view như thế nào và cái trong cái phòng đó có những cái nội thất như thế nào, nhưng mà khi mình đến mình nhận phòng là nó không giống, và khi mình đưa ra thì người ta nói đó là chỉ là hình ảnh minh họa về cái phòng, một giường là bao nhiêu tiền và hai giường là bao nhiêu tiền, và cái view là có thể là sắp xếp thay đổi theo cái giống như là theo mùa hoặc là theo khách người ta đặt phòng, người đến trước và người đến sau. Thì đó là cái cách giải thích của những người mà làm về khách sạn và du lịch ở Việt Nam của mình. Chi đã từng gặp phải những cái lời giải thích như vậy.
Nhưng còn ở ở Mỹ này đó là Chi cũng đã du lịch nhiều nơi rồi, và mình đã book phòng và ngay cả book những cái ngôi nhà hay là những cái phòng khách sạn resort đó. Thì khi mình book ở trên mạng đó các bạn, là có thông tin rõ ràng và cái view và trong đó hình ảnh như thế nào, thì hầu như là mình đến khi mà mình nhận phòng thì người ta đều đưa cho mình theo đúng với giống như cái hình ảnh mà mình đã đặt các bạn, không có sai các bạn. Cho nên là ít có cái sự tranh cãi là khi đến đó là mình bị đưa cái phòng sai, hoặc là nếu mình đến đó mà cái phòng họ đưa cho mình không đúng là họ cũng có cái sự giải thích cho mình là ở cái phòng này nó như vậy thì họ sẽ đổi cho mình cái phòng tương tự như vậy, mình có hài lòng, có đồng ý hay không. Đó là một cái sự tôn trọng khách hàng, và họ có nghĩa là họ làm một cách rất là trung thực. Còn cái sự việc của bạn khoa bút này đưa ra thì chị thấy đó là một cái sự lấp liếm và gian dối của những cái người mà sắp xếp phòng, để mà giống như nếu mà bạn nào mà không tin ý không biết, hoặc là nghĩ là thôi cái chuyện đó không đáng thì cái phòng nào nó cũng là một cái phòng thôi, miễn là ngủ là được rồi, thì nó sẽ không lớn chuyện như vậy. Và tiếp theo cái sự việc lớn hơn nữa là khi bạn khoa bút này trở ra và có một cái thái độ, có nghĩa là nói chuyện với những người lễ tân ở đây để muốn tìm được một cái câu trả lời thỏa đáng, thì lại không gặp những cái người nhân viên mà đã tiếp bạn ấy trước đó, mà bạn khoa bút này lại gặp một cái người nhân viên khác. Thì theo cái video mà chị nhận xét rằng khi mà cái cô bà mặc áo đỏ mà có bầu á, khi nói chuyện với bạn khoa bút á, thì chị thấy rằng bạn cô này nói rằng không muốn quay phim chụp hình, nhưng bạn khoa bút này vẫn tiếp tục làm như vậy, và cái chuyện đó nó tranh cãi nó xảy ra từ lúc đó. Chứ trước đó thì chị thấy cũng không có sự tranh cãi nào, mà đó là mình thấy rõ ràng là cái sự sai của bên phía resort. Nhưng từ cái khoảng khách mà bạn khoa bút này nói chuyện với cái cô áo đỏ thì chị thấy rằng đây là một cái nhận xét về phía bản thân chị, là bạn khoa bút này có một cái mà gọi là thiếu tôn trọng người khác. Thì bởi vì tại sao? Bởi vì chi là chi đang sống ở Mỹ, thì chi thấy rằng ở Việt Nam mình là không biết về cái luật mà gọi là cái luật mà quyền riêng tư của người khác thì có áp dụng như thế nào hay không thì chi chưa rõ ràng. Nhưng đối với ở Mỹ, nếu một khi mà mình có muốn quay phim hoặc là chụp hình hay là đi đến một nơi nào đó mà mình muốn làm một cái điều đó cho riêng cá nhân mình, thì phải có cái sự hài lòng hoặc cái sự cho phép của người đó thì mình mới được làm. Còn họ không đồng ý là mình không được làm. Bởi vì nếu mà mình quay phim, mình chụp hình hay làm những cái gì mà thông tin riêng của người khác mà mình đề cập tới thì họ có thể đi kiện, đi thưa mình đó. Và khi thí dụ như mình muốn quay phim hoặc mình chụp hình một cái nơi nào đó thì không phải là của họ nữa, mình phải hỏi ý kiến họ là mình có được quay phim chụp hình hay không. Còn đằng này là chị thấy rằng từ lúc đầu cho tới lúc đuôi thì bạn khoa bút này là cầm có cái camera của bạn, của một cái người trợ lý của bạn ấy, là quay phim là tất cả mọi hành động, mọi nơi bạn ấy đi đến. Thì cái điều đó thì mình không nói, nhưng riêng về khi mà mình tiếp xúc với một cái người nào đó để giải quyết một vấn đề thì ít nhất là bạn khoa bút này phải hỏi trước là tôi có thể quay cái video này để có thể là làm cái bằng chứng để trong cái cuộc mà nói chuyện, để tôi có cái bằng chứng để mà tôi biết được là ai đúng ai sai. Nếu như họ đồng ý, ok anh cứ việc quay thì cái chuyện đó là bình thường. Nhưng đằng này đã ngay cái lúc mà cái cô áo đỏ này đã thấy bạn khoa bút này đã đưa cái máy lên là cô này đã không đồng ý rồi, đã nói là nếu mà bạn này vẫn quay phim chụp hình là người ta sẽ không tiếp, không giải quyết cái chuyện này. Thì đó cũng là một, có thể là một cái quy định, đó có thể là cái quy định riêng của cái nhà hàng, nhưng mà bạn khoa bút này vẫn cho rằng đó là quyền của bạn ấy, có quyền làm bất cứ mọi mọi thứ. Thì chị nghĩ rằng cái này thì bạn khoa bút phải nên xem lại, bởi vì có thể đó là văn hóa ở Việt Nam, mình có thể làm tất cả những gì mình muốn, nhưng đối với cái văn hóa ở nước ngoài và cái đó là cái văn hóa lịch sự tối thiểu, là khi người khác không đồng ý là mình không nên làm như vậy. Và đến khi mà bạn này vẫn liên tục và lia cái camera, cho nên là cái người lễ tân đó mới yêu cầu bảo vệ đến để mà tịch thu cái điện thoại, hoặc là không có để cho cái hành động mà quay video tiếp diễn nữa. Thì Chi nghĩ đó cũng là một cái điều đúng chứ không là sai theo cái nhận định của Chi, tại vì người ta không thích thì bạn không nên làm như vậy. Ví dụ như bây giờ bạn đi qua một cái người nào đó mà đang quay phim bạn, và bạn nói là tôi không thích quay phim, tôi không thích chụp hình, thì bây giờ mà bạn cứ đưa cái máy vào cái mặt của người ta mà bạn cứ làm cái hành động như vậy thì người ta, nếu như là bạn thì bạn có bực mình hay không, hay là bạn có một cái động thái như thế nào? Đó là cái suy nghĩ của chị, bởi vì chị thấy rằng cái cô đó là cổ không thích nhưng mà bạn khoa bút này vẫn làm, thì do đó là có cái sự tranh cãi. Và trong những cái thông tin mạng và những cái video mà chị xem, và là những cái lời comment của mọi người, thì lại cho rằng là
đã lừa tiền người ta, đã đưa phòng không đúng mà còn yêu cầu bảo vệ đánh đánh khách hàng, hay là đòi tịch thu điện thoại của khách hàng. Thì những cái thông tin đó, nếu mà mình khi mà mình nghe như vậy thì mình cũng không hiểu rõ được cái sự việc như thế nào. Nhưng mà khi mà chị xem tất cả những cái gì ở trong cái clip đó diễn ra thì chị thấy rằng cái thái độ của cái bạn khoa bút này khi mà quay trực tiếp vào cái người đó mà người ta không hài lòng, người ta yêu cầu bạn dẹp điện thoại nhưng mà bạn vẫn tiếp tục bạn làm cái điều đó, thì nó mới xảy ra cái vấn đề mà kêu bảo vệ tới để mà tịch thu cái camera đó. Vì vậy chị thấy rằng khi mà cái sự việc này xảy ra, nói về cái khía cạnh mà sai ở đây thì rõ ràng là chị công nhận một điều rằng ở cái những cái người nhân viên mà lễ tân hay là những cái người bút phòng ở đó đã làm sai với bạn khoa bút, là đưa một cái phòng không đúng, đó là một cái điều tất nhiên ai cũng đều thấy rõ cả. Nhưng về cái sự việc mà để lớn chuyện hơn, để gây tới cái sự phẫn nộ mà để mà gọi là bạn khoa bút mà bức xúc vì những cái người nhân viên ở đó đã không giải quyết thỏa đáng cho bạn bút mà lại còn kêu bảo vệ đến để tịch thu điện thoại hoặc là có thái độ hành động mà muốn đánh bạn ấy, thì chị cho rằng cái đó cũng có thể một phần là do những người ở cộng đồng mạng họ xem và họ nói quá lên, hoặc là cái thái độ của bạn khoa bút này đã làm cho cái cô nhân viên áo đỏ đó không hài lòng, thì mới dẫn đến những cái lời nói mà khó chịu. Bởi vì chị thấy rằng cái cô áo đỏ đó rất là khó chịu khi mà bạn khoa bút này đưa cái camera vào trước mặt của người ta, và người ta đã yêu cầu là anh không nên quay video, nếu mà anh làm như vậy thì tôi sẽ không giải quyết cái sự việc này. Thì đó cũng là cái quyền riêng tư và quyền cá nhân của người khác, cho nên nếu bạn khoa bút tôn trọng và theo như mình, nếu mình không làm cái điều đó, nếu mà khi mà nếu cách giải quyết của mình ha, mình muốn rằng mình có bằng chứng để mà mình giải quyết, để mà sau này mình thưa kiện hoặc là mình giải quyết để cho cái nhà hàng, cái khách sạn này phải nhận lỗi với họ, thì chia sẻ chỉ mở ghi âm, chi chỉ không sẽ không quay camera các bạn. Bởi vì cái gây quay camera này nó rất là nhạy cảm, đối với rất là nhiều người họ sẽ không muốn quay trực tiếp, bởi vì trong những cái lúc xảy ra không phải là người ta nói là mình làm đúng thì mình không có gì phải sợ, không phải các bạn, nó có nhiều cái điều nhạy cảm xảy ra, cho nên là có rất là nhiều người không có muốn. Và một cái điều mà khách quan nhất theo như mình, nếu mà đối với Chi mà Chi giải quyết sự việc đó ha, Chi là bạn khoa bút ngay lúc đó, thì Chi sau khi là Chi đã quyết định Chi trở lại, Chi trở về, Chi không có ở đó nữa và Chi sẽ hủy bỏ cái phòng đó luôn, và Chi sẽ nói một cái số câu chuyện để mà có thể sau đó Chi sẽ làm việc với lại ban lãnh đạo của cái resort đó, là Chi sẽ không quay camera mà là Chi chỉ mở ghi âm. Bởi vì ghi âm đó là một cái cách trung thực khi mình nói chuyện, là cái thái độ của người ta, người ta sẽ không biết mình đang làm gì và người ta sẽ diễn biến rất là tự nhiên và sẽ nói được cái quan điểm của họ và của mình, thì mình sẽ biết được rằng ai đúng và ai sai, và họ sẽ có nhận chịu trách nhiệm của họ, hay là họ chối bỏ, hay là họ có những cái thái độ nào đó, thì mình đã có những cái ghi âm bằng chứng. Thì chị nghĩ rằng những cái bằng chứng bằng cái ghi âm hoặc là những cái hình ảnh gì đó thì nó cũng có cái giá trị như nhau, bởi vì qua cái ghi âm đó là những cái lời nói và những cái người nào thể hiện trong cái ghi âm đó nó cũng là giống như là mình quay video vậy. Thì nếu như có cái ghi âm đó thì chị nghĩ rằng nó sẽ sự việc nó sẽ không lớn hơn, nó sẽ không có những cái điều mà tệ hơn sau khi mà cái vấn đề mà đưa phòng cho bạn khoa bút này bị không có đúng cái tiêu chuẩn mà đặt phòng đó. Thì cho nên là qua cái nhận định mà của Chi về cái sự việc này thì cái sai sót của cái resort này là một phần, nhưng mà theo như Chi thấy rằng cái điều mà bạn khoa bút này không nên làm đó là cầm cái video mà để quay những cái mà gọi là mình muốn lấy những cái bằng chứng, hoặc là mình cho rằng cái đó là mình được quyền, mình được phép làm tất cả mọi nơi mà không có nghĩ đến cái suy nghĩ của người khác, thì cái này là các bạn nên xem lại. Bởi vì mình chỉ nhận xét về một cái đánh giá về một cái sự việc mà giống như mình là một cái người trong cuộc đó, mình là cái ví dụ mình đặt trường hợp mình là cái cô đó thì mình cũng sẽ không cho phép bạn khoa bút là lia cái máy quay phim vô trước mặt mình, bởi vì mình không thích, mình không cho phép, thì bạn ấy cũng không thể nào làm được cái điều đó. Nhưng bạn ấy vẫn cứ làm, vẫn nghĩ rằng bạn ấy có quyền, bạn ấy cứ nghĩ rằng bạn làm đúng thì không có gì bạn phải sợ, thì cái điều đó cũng không có chính xác lắm. Thì đó là chỉ là riêng cảm nhận của bạn thôi. Còn nếu mà giống như là theo như mình nói rằng là tất cả những cái sự việc gì giải quyết á, thì mình phải coi hay là mình phải nhìn theo nhiều hướng, thí dụ như cái phần nào của người nào đúng hoặc là cái phần nào của người nào sai thì mình phải phân tích cho nó rõ ràng. Bởi vì qua cái video đó chị thấy á, nhiều người nói là ban đầu chị nghe chị cũng nghe nói tại sao mà vừa đã đặt phòng cho người ta, đã đưa phòng lộn rồi mà không có giải quyết thỏa đáng mà lại còn yêu cầu bảo vệ, nhân viên bảo vệ mà còn muốn đánh người nữa, thì cái này là hơi là quá đáng.
Nhưng mà khi chị xem cái video đó thì chị thấy không có một cái lời nói hay là cái hành động nào của cái người bảo vệ là muốn đánh bạn Khoa Vũ cả, mà chỉ là một cái sự bức xúc của cái cô nhân viên mà áo đỏ có thai là không muốn quay phim chụp hình để mà giải quyết cái sự việc này. Nhưng mà vì bạn Khoa Bút này vẫn cố tình làm như vậy cho nên mới dẫn ra cái sự việc mà hai bên căng thẳng với nhau và có những cái câu nói không được nhẹ nhàng đó. Cho nên là chi là chỉ với góc độ của một cái người mà nhận xét về một cái sự việc nào đó, cả hai hướng, có nghĩa là mình nghe và mình nhìn và mình sẽ xem thực tế là của người nào đúng người nào sai, thì nếu là chi sẽ giải quyết theo cái cách hồi nãy giờ chi chia sẻ với các bạn vậy. Chi sẽ không giải quyết bằng cái cách giống như bạn Khoa Bút mà quay cái máy chụp hình hay là quay cái máy quay phim của mình để lấy cái bằng chứng làm việc với lại cái resort đó, thì mọi việc nó sẽ không lớn hơn. Và nếu mà mình giải quyết cái với vấn đề mà ở để cho cái nhà hàng này, cái khách sạn này đền bù cho mình hoặc là thấy được cái sai, thì có rất là nhiều cách các bạn, chứ không phải là mình làm lớn chuyện như vậy thì mọi người sẽ biết được và sẽ giải quyết hay là bên mình để giải quyết như vậy. Thì theo như cái phân tích của Chi từ nãy giờ thì Chi thấy rằng đối với một cái công việc nào đó, thật sự đây là một cái bài học rất là quý giá của những cái người mà đang làm kinh doanh, hoặc là cái người đã làm hoặc là chưa từng làm hoặc là chuẩn bị làm, để mình thấy rằng muốn xây dựng một cái thương hiệu thì phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà để mà mất đi hoặc là bị một cái điều gì đó rất là nhỏ nhặt thì chỉ cần một cái điều rất là đơn giản thôi là mình đã đánh mất đi cái thương hiệu của mình rồi. Thì bởi vậy là mình phải càng nên là chú tâm vào cái vấn đề mà bảo vệ, hay là chú tâm về cái vấn đề mà dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế nào để cho không tránh để ra những cái sơ sót như vậy. Bởi vì một cái chuyện gì đó mà khi mà xảy ra thì mình sẽ không có lường trước được là sau đó nó sẽ diễn biến như thế nào. Cho nên đây là cũng là một cái bài học quý giá cho những người làm có nghĩa là kinh doanh đó. Rồi đây cũng là một cái bài học cho những bạn nào có thể là mới làm YouTube, hay là những bạn nào mà có thể là không hiểu gì về những cái luật quyền riêng tư cá nhân. Thì ở Việt Nam thì có thể là nó dễ dàng, nhưng mà những bạn nào đang ở Mỹ thì những cái điều này là những điều các bạn sẽ gặp rắc rối rất là nhiều khi mà mình tự ý mình quay phim, mình chụp hình hay là mình làm bất cứ những cái gì mà mình không được sự cho phép của người khác, thì mình sẽ bị gặp rắc rối rất là nhiều. Nếu như cái trường hợp mà như cái bạn Khoa Bút ở Việt Nam làm như vậy, mà nếu mà ở Mỹ thì những cái người mà bị quay phim chụp hình đó, họ có thể là họ quay qua họ thưa ngược lại các bạn đó. Họ có thể họ quay qua họ nói rằng mình là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác mà chưa có sự đồng ý của họ, là họ có thể họ thưa ngược lại mình. Mặc dù là trước đó là họ sai, nhưng mà những cái hành động của mình là mình làm mà những điều mà họ không đồng ý và mình chưa có sự cho phép của họ, là họ có quyền họ thưa ngược lại mình. Đó là những cái luật ở Mỹ. Thì Chi hôm nay là Chi chỉ chia sẻ với các bạn về những cái quan điểm của mình thôi. Đó là cũng là một cái gọi là mình chia sẻ thêm những cái thông tin và những cái văn hóa khác nhau để cho nhiều bạn có hiểu thêm. Thì đây cũng không phải là cái tính chất là mình câu view câu like gì, mà đó là mình chia sẻ về những cái quan điểm cá nhân của mình khi mà mình nhìn nhận hoặc là mình thấy những cái sự việc nào đó xảy ra trong xã hội. Bởi vì Chi cũng như tất cả các bạn cũng là những người quan tâm tới những cái vấn đề xảy ra trong xã hội, nhưng mà các bạn là những người giống như chỉ lên comment hoặc là nói về quan điểm của mình, chia sẻ với bạn bè thôi. Còn Chi là một cái người YouTuber thì Chi cũng muốn chia sẻ những quan điểm của mình để có thể có những bạn đồng quan điểm với Chi, hoặc là có những bạn cũng trái quan điểm với Chi, mình cũng có thể mình thảo luận để có thể là mình tìm ra những cái câu trả lời nào thỏa đáng, hoặc là những cái điều gì đó hay để xây dựng cho một cái đất nước của mình ngày càng tốt hơn, hoặc là những con người của Việt Nam của mình hiểu thêm về những cái luật hay là những cái điều gì đó để mà có thể mà đừng có xảy ra những cái sai phạm giống như vậy. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi những cái chia sẻ của Chi nãy giờ. Cảm ơn tất cả mọi người, và có ai mà có cảm thấy thích cái video này thì like cho mình nha. Và có thể là bạn nào chưa subscribe kênh của Chi thì subscribe để mà thấy thêm những cái video mới mà Chi post lên nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye tất cả mọi người.